mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog ơi. Hôm nay anh em mình xuống biển một bữa nha. Hôm nay anh em mình canh cái thời tiết mà mưa lâm râm này các bạn ơi, xong rồi cái gành á, thủy triều rút hết nó cạn cực kỳ nha. Anh qua đây làm rễ 4 năm rồi, bữa nay anh thấy cái biển anh đem cạn như thế này em đẹp ơi. Bây hôm hai anh em chuyên gia 12 đem đi lặn kiếm màu nhậu nè. Mà sao hai hai đây cột chèo thằng kia ta? Cột chèo lúc đó trước cũng lộn ngoài, bây giờ thằng rồi. Bây giờ thằng ai nấy lo nha. Lên video với bọn thằng thôi. Bộ này về đẹp. Cái vậy? Tại mua muối chanh nè. Muối chanh nhiều vậy cha? Vô cái của hàng rồi là nhiều vậy. Vô vô đi. Đéo, cam đéo. Rồi. À, Vũ trọng là ở trên bờ là lo khâu hậu cần nha, âm thanh gia vị nha. Còn hôm nay có anh sản phòng Vũ phòng Kim ở Nha Trang về hỗ trợ anh em mình nha. Có anh này là thánh kê chuyện nha, tương lai chuẩn bị gia nhập team anh em mình nha. Hôm nay có thử cây chuyện cây hài cả. Cây hài nhân dân của team nè. Anh tới gần đây em trước đây. Anh đây là fan ruột của anh em mình nghe, thánh kê chuyện nha các bạn. Thánh em mật á. Trùm lặng biển á, nghe nói không biết có nổ không. Hôm nay thử không nổ ra. Không nổ. Thử biết đúng không? Hôm nay anh em mình hy vọng sẽ ra biển kiếm những con cá nha. Hy vọng câu được những hàng khủng về. Lên làm ẩm thực đúng là hải sản tươi sống cho anh em xem nè. Anh em mình không dám hứa trước, nhưng mà bây giờ mình cố gắng hết sức thôi. Anh em ơi, let's go thôi. Vũ Trọng với Thanh ở trên bờ nghiên cứu trên bờ có mấy mỹ nhân mỹ nữ đấy. Lượm luôn không? Sập luôn không? Lượm đồng gói wasabi. Một chú vip luôn nè ơi, cá mú gì vậy? Con mú bọt. Ui, chú bị nhanh. Cá mú này 200 mấy ngàn ký á. Wow, đỉnh á. Biết chưa ta? Lâm lúa sạc. Con này cái gì? Cá rô. Yeah.
cái của gì vậy? Con cá mà. Kẹp nghe da giật kinh luôn à. Giật luôn à. Ừ. Nửa giờ đi. Nửa giờ đi.
Ủa đeo kìa, nghe chưa, kinh luôn à. Wow. Sao bỏ vô đâu để kịp giấy. Bỏ đứng to quá, bỏ không ấy. Ủa đâu, ủa đâu, ủa lỗng tên đâu, ủa đeo, ủa tự rớt tên rồi. Hành trình uống nước từ bây giờ nó khô cũng hẹn luôn. Anh em mình đã trải qua những cái thăng trầm như nào, anh em kể tôi nghe được ơi. Có mũ rồi. Wow. Bên Toàn với anh Sản là bắt được cái vật gì quý hiếm nè. Nè, con con bà tô coi. Bà cá chín cá xẻ rồi. Phải không mà chơi xin gì đâu. Từ từ này, từ từ để em kiểm tra đã. Con cá mâu nhồng hả? Mấy bà con gì bông con nó nhỏ lộn. Rồi anh Hải, ơi. Cá mặt quỷ. Diện tích của nó là gì? Mặt quỷ. Cá mặt quỷ anh em. Phan. Phải có quỷ bên mua 2 triệu tí con này không? Không. Chính xác. Nó có bị ai bị nó đâm không? Ê cái nẹo đi. Cái nẹo. Con cù kìa bị nó đâm kìa. Đây á. Nó đâm ngay cái miệng luôn hả? Phê anh dây. Đâm tê trong miệng gì? Phê luôn ấy. Sưng đó. Đúng tê luôn vô. Ông dân miếng chuyên nghiệp ông sưng luôn nha. Sưng miệng. Nhất kể trong này. Đầu cháy rồi. Đây. Mai cưa tê luôn. Từ từ. Từ từ. Đâu anh hai. Còn nhiều hàng lắm. Con mới ít đâu. Con cua bự. Hai con cua nào ơi vậy? Anh hai thích bắt cua mà. Này. Đừng có chừng. Nha. Vì thấy cua tôi sợ đó. Cho nó ao trình luôn đi anh Sáng. Rồi, con cua của anh Hai lấy ra đi. Căng lộn như con cua em không? Đây cua, nè. Cua đây, cua mặt trời. Coi nè, đây cua mặt quỷ. Rồi, hai con đang ngang nè. Cua kia đẹp đúng không? Ồ, con này nhỏ hơn. Nhỏ con này đẹp hơn con nào? Con kia. Nhưng mà quan trọng con này ăn ngon hơn con nào mới vấn đề nha bạn. Nhất nhì ba tư. Anh em cứ tưởng tượng đi. Cái càng đây cái nó mà nó làm cái con tê mình đây thì anh em cứ tưởng tượng cái cảnh vật xảy ra như nào. Ui. Để uống em đây chắc này. Này thịt này. Anh ấy anh Sáng tôi nạn mấy con này. Rồi, con này nướng nè. Rồi. Đây là những cá gì đây Vũ ơi? Thòi lòi nè anh em ơi. Cá thòi lòi. Thòi lòi. Cá ta sống trên đất liền và dưới nước nè. Có đây rô phi. Cá nâu nè. Cá ghé. Cá ghé nè. Rồi. Thòi lòi. Có rô nè. Rồi. Được nhiêu đây? Có gì kia? Còn gì nữa không? Thấy rồi hả? Ơi. Có mú nữa nè. Thằng lẻo như vợ nó tiếp tục đi hành trình qua kia bắt thêm mấy con cua chứ không kèm nữa. Giờ mấy đây mình anh em biểu quyết. Biểu quyết bây giờ làm món nướng hay món lộn hay món chiên món xào đây anh em ơi. Đó nấu đâu vậy? Bầu ngư nè. À có bầu ngư nè. Còn cái Diều Vũ đem lá giang không Vũ? Có luôn, một bị lá giang. Mình cứ ăn lần rồi nhớ đúng không? Dạ, có bún số 8 không? Có luôn. Có luôn không? Rồi có nướng không anh em? Không bây giờ có mình nấu lá giang, còn cua với ốc mình luộc đi. Quyết định nha không? Quyết định đi. Có chân nướng không? Không. Nướng anh. Ồ nhiều con 4-5 kg không chung ra. Đây ra mình rửa đi, vệ sinh đi. Anh hôm nay cảm giác anh đi dưới này mà vui vui mà. Vui không? Đưa đây. Bị đâm vẫn vui hả? Đúng rồi. Bị cá mà quỷ đâm không phải đơn giản nha bạn ơi. Rồi bây giờ mình giao hết đầu bếp Vũ Mập và Trạm Gió nha bạn ơi. Anh em ơi. Anh đâu rồi? Ôi trời. Một cổ nha nè, cổ là 4-5 kg. Cá cái cái bạn ra chút coi. Đây, nhìn như cái càng chứ. Coi thường lại. Con đẹp ha, cua đẹp kìa. Cua giống gì vậy ta? Cua nãy mình nhìn ở dưới biển á, mà lúc nó để em nó làm á, thì nó to y như một con king crab vậy đó. Để em làm con nhâm sò ở nó gạch nhiều không? Con đây mình nghĩ chắc chắn xuyên nhiều gạch, con rất nặng. Con này mà mình làm nó cũng không thoát được không? Rồi. Tự nó con này con gì ăn nữa đây luôn. Con đấm này. Bộ này.
Con này nó ăn cái mình ăn cái càng được. Thế là mình thở luôn hả? Thở cho sống nè mà. Đây càng nhổ quá nha em. Đi lạc đi lạc mà. Cho sống đi. Đây để mình coi thử con này. Ôi à. Như luộc ăn bự nha. Bếp hơi bị lớn nha anh em. Rồi đâu. Trời ơi, quá mập luôn. Biết mà mình. Đây này. Ui trời. Không, làm mình cầm con nhum là biết nó về chứ. Biết ốp hay này con nhum mình cầm cái tay nó sạch luôn cái tô. Ừ. Bữa nhum sọ tới rồi nghe. Rất là chắc đây bữa nay anh em mình là tìm cái điểm nhum sọ mình lặn bữa ơi. Thôi. Hôm nay anh em mình no bụng bữa rồi anh Quảng ơi. Trời. Đẹp đẹp mày. Con này tính nhớ không? Con này được 20 ngàn ta. Vô giỡn vô nhà hàng thấy cảnh. Ấy mình bán thường thường hoài là 20 ngàn con. 20 ngàn con mập quá mà. Thôi coi tranh thủ mình làm bếp nút cho nó. Mèo nấu cái này nghe phía đói bụng à. Đây, cái nào đây luộc nè. Rồi, coi thấy bỏ lên nào. Ủa, coi thấy chừng cá. Thấy cái dừa không á. Coi nó mói nó rớt nè. Đẩy cái mấy cái gọc xe vô. Tôi lâu cái tóc mất ăn rồi, ok được anh hai. Bây giờ mình nấu đẹp. Nấu nào lá giang ăn bún trước nha. Đói không không? Mình biến nhanh đói quá. Vô. Để củi cái tè tập gym cứng cứng bị củi não à mà. bị củi chắc vô trước tập gym lấy về bị củi không à gym thông vũ nha mày chiều em chỉ mấy cái động tác đó nhớ rồi vô trong đó tập nha anh em ghé tóc sư phụ vô mập chỉ anh ba tập thể hình nha ba không biết tập thể hình khỉ gì mà làm sao cái bụng nhân vũ vậy nha anh ba đó chiều cho chỉ tập bụng nữa mà à. Chỉ cái chiêu đập tập bụng là chiêu coi hãy quan trọng nhất mà ngon nha em đây nấu canh nè nấu lá giang lá giang canh lá giang ăn bún đây canh lá giang ăn bún không giống như nếu cá biển em mà ăn bún thì quá sao ít cái thôi vậy vậy gì sao nãy một rổ nhiều ốc quá ốc nhiều ui cha bà tuột nấu bún luôn nha anh em tuột nấu bún được không trời thấy á con cá nhỏ còn nhà con đứa đây chơi vũ đi vô rồi cá các cái chai này bỏ à, để vô nữa luôn. Đây món gì đây? Một mình út đi bác bao nhiêu này hả? Dạ, út mấy quá trời luôn. Nha. À, để nha. Hai giả bún riêu anh. Bún riêu của anh Hai cho anh Hai, anh Hai cầm gì á. Hết rồi, đây hết rồi. Đam mê mà, đam mê chứ bác mà. Đây là gì? Đây là đồ ốc, ốc xin đem về. Xin đem về. Đấy. Đây là lẻo mà, đây là mía út à, em vợ. Dạ, phi hành anh em phi hành tím không quá cái tha tụi út từ ớt mình bỏ xeo đây lá giang hồi chiều hái nhờ anh Tẹo này biết trước tương lai rồi sao hái giang này phải biết trước chứ mình đón được hôm nay làm gì anh xả mình nướng để nướng kỹ nhau rồi chút cho mẹ con nệm nha bây giờ đây anh sáng kia dạ nè dạ con ồ ngon chưa tướng được chứ tướng ngon rồi đó đang mang bà Vũ ơi. Cái anh em nào mà tới học cái chiều cái mấy cái bài tập của em là anh cứ chỉ nha. Vũ để lại số điện thoại luôn nha, để số điện thoại có ai cần liên hệ nha. Cái gì? Biri riêng. Biri riêng hả? Anh kêu Biri. Biri. Biri riêng. Vậy mà. Giờ lại vô. Cho lá vàng vô mình xào trước nha. Anh em nào mà thích anh sẵn Biri riêng anh em ghé Nha Trang à. 56 Hoàng Trọng à. Sáng bữa nào anh tập gym động tác giúp một cái bên xong đi. Thấy cái dạo này hơi nhỏ. Ok bắt đầu. Anh dây coi nghiên cứu cái nào áp cho nó ồ lá giang nhỏ trồng nó. Đó nha. Lá giang nhỏ tẹo mày, chua. Có bông luôn mày. Bông lá giang luôn không? Anh cho mượn cái tay rồi của ông anh tôi thanh cái chuyện tôi cho mượn cái tay thôi cưng thiệt chứ con này nó cắn nó chích là độc lắm này anh là anh nhàn chịu á mà anh bị sưng cỡ đó gặp em chắc em chịu nhiều á tao hồi nãy nói nó tao muốn muốn mập ra thì để cái mặt cái lẹn sát vô cho nó chích mà nó không chịu ê mình cắn cá đó mà rồi lấy tê chụp sao cái anh biết mà anh không chỉ này thái cố tình mà thái điệp do anh hai đang nợ tiền gì á anh thử là chiều tôi chỉ thử bưng sữa đâu, son thử đâu, đâu. Ta chân được lên cơ không được không ngã một cái anh em mình còn cái bài đâu mình cười bệnh á rồi anh đi xuống cái thôi anh ơi anh ba xe qua đây bên em xíu xe xe qua đây xe xong qua đây bên em xíu nếp lên mà xài nóng anh lửa nó tắt mình nóng anh ý chưa được rồi, được ok á đá nổ á
đâu cứng rồi sao? Master Chef Vũ Mập chú ơi, vừa nấu ăn rồi vừa bên BT riêng luôn nha anh em. Anh em nào thích mà tập thể hình BT riêng cứ liên hệ Vũ Mập nè. Vũ Mập tư vấn bụng bự như Vũ Mập nè. Đầy quá không? Không có đi nhiên. Không, cái bỏ vô được để nó lấy hai rồi chứ nha. Bỏ vô đây là để sẵn nướng á. Bỏ thấy cho nó lấy hai chứ. Bỏ để sẵn nướng. Bây giờ mình khui cái nào hải sản độc nhất vô vậy ra nè. Wow, đầy luôn anh em ơi. Ôi trời. Đâu vậy? Bên này giống như có đầy luôn. Canh giờ nữa thôi chứ. Wow. Đi bà. Thôi. Con nha. Nhà lọc nha anh em. Nhà cốm. Cốm này mới ngon. Cái mổ nó ngon. Rồi, không? Bây giờ lụm luôn chứ không biết nói gì nữa. Bây giờ xin phép anh em nha. Phép em trước ăn. Anh ba của em đâu ha? Mời em nha. Con cua lầu quá. Ừ. Trước em, trước đi. Mời em nha. Ăn cái đấy không hành. Ừ. Mềm không? Béo. Còn luôn vỗ luôn hả? Ừ. Còn này. Con này ăn nè. Đưa sẵn. Anh ba. Ơi, ơi đưa em vào hạ Vũ ơi. Nước sau đầu, anh em sẵn sàng đi. Sửa chỉnh trang lại cái anh bụng. Em thắt dây an toàn đi. Chỉnh trang lại cái bụng đi rồi dứt nha. Này này mình đúng bài luôn ha. Đấy, cho bài coi đế nó kêu quá cát Vũ ơi, căng thẳng Vũ ơi. Bà bành thì mú vô trước nè. Bắt tay đi, tôi giữ cho. Nguyễn Thị mố cái gì? Rẽ cái gì? Rẽ em ngậu. Rẽ. Rồi tuột. Lê thì tuột. Lê thì tuột. Rồi kèm theo bà nhồng với bà mú nữa. Mà bánh, bánh thì mú. Tuồng cho em nữa sang là anh em mình sẽ lấy kéo. Nghiễn thì có râu. Xét rồi nha. Mà tuồng nhỏ em không già đâu. Mà anh xã anh sợ con có độc anh không cho bác luôn. Đó là có gì đó. Có mà tuồng có độc nha. Có gô. Gô luôn á. Mà cào dễ vậy á. Trời ơi. Thôi còn mới có mú vô luôn lần đi. Cứ lâu lâu anh em mình từng điên lặng đi. Ở như đi cắm trại gì đâu rồi. Biển nó thì bữa như bữa này biển em. Người dân đây lấy vàng. Người dân người ta đã mắc xa bờ mà. Lẻm con bảo kê mà. Rồi anh em ơi, hôm nay thì anh em mình cũng dân giả dân biển nha các bạn ơi. Sao anh ba, bữa nay về vui không? Vui quá. Anh ba mới về sáng làm gì? Hôm nay đầy đủ luôn. Vui chứ. Thánh cái chuyện. Biển cá cán tàu với thánh cái chuyện mà. Ôi, mời tất cả anh em vào bán quyền của anh em mình nha các bạn ơi. Rồi. Anh ơi, hôm nay mình kiền kiền con cua đây cho anh trước coi. Anh ba thánh ăn cua nhưng mà giỡn nào. Hay, anh ba. Làm con cua cho nó có chắc anh Duy. Ăn con cua mẹ quỷ đi. Ăn con cua đây tôi thấy tôi quảng à. Cho cái càng con cua mẹ quỷ đi. Lẹp. Mai đi mấy anh. Để làm chân bún nè. Ừ. Cứng lắm anh hai à. Liệt. Mời cả nhà nha. Cua quá chắc anh đi. Nguyễn ăn cua thằng tóc của ông đây đây. Món ruột. Món này vô. Món này nè. Con này nãy bán cúng nè. Thì riêng con cua này. Cua này con Nguyễn bác này. Con này con út bác phải không? Út bác con to phải không? Ờ. Xí cua cho anh em xem nè. Con quỷ đây tôi để tôi mượn tôi lấy cái càng thôi. Cua đổ. Cua quỷ tặng cái càng không? Một càng đâu. Cái răng cua lắm. Đang thử ốc. Thôi anh em coi con cua có chút xíu bí đơn giản nào mà thấy gạch không? Hấp dẫn không? Wow gạch ngọt con em á. Quá chắc luôn. Lấy cái ít dưới này. Rồi ok. Cái này ốc bò ăn được. Chấm bún trước đi. Không em lột. Bà đây nè. Đói bụng rồi. Đó là con cá nguyên bún. Cũng là vàng trước. Cua ngon lặng. Ném á. Đó. Ném á nha. Bà đem nha. Làm miếng con cá nữa. Wow. Ê bài luôn không? Cua nó ngon á. Cua cá nó tư ngọt. Ngọt lực luôn. Cá này hạt ương á. Đây. Ốc bò muối cô lẻm làm nè. Không ngon. Ngập muối luôn nha. Mời anh em nha. Em chín như đem vô luôn nè. Đúng rồi. Ngon mà hạt đường hơi chưa tan. Không do có nó có cái á. Mấy ốc là mới nó đường đường lột là bỏ đường nhiều quá chưa tan. Còn con cua đây cái càng này chắc làm triển lãm chứ không ăn được nó đâu. Không ngon không? Cắn không ra chứ không ăn ngon. Thử có thịt chồng. Chấm ra đợi tôi đặt lẻ đi. Ơi. Thấy con cua nó to mà ít thịt trên ba ấy. Con cua đây này. Con cua giờ mình gạch đúng không? Ờ. Xíu không chịu mà gạch. Không con cua đây nhà nhà gạch cũng nhiều lắm mà. Đây. Cua chút xíu mà gạch. Xã có lắm đây. Đảm ra đâu. Đảm ra qua bên đây ngầu được không? Nó mà gặt nhiều quỷ nước. Say hơi trời luôn. Ui, em ăn thử con quỷ á, ngon cỡ nào. Em sâu vô làm. Tiếng con đẹp. Ôi cha. Cho anh em xem nè. Mình làm đúng rồi. Anh em xem nè. Con cua mà quỷ nè. Con cua nó cắn mình đầu nẻ nè em. Coi thịt nó nè. Cái càng nó dày mà biết sao cơ lực nó cỡ nào à.
sức mạnh nó kịp, mình nghĩ một lần nó kịp cái tấn quá các bạn ơi, cái càng tốc độ cái kịp nó này. Tay to như tay bạn tôi á. Chấm ngay cái miếng nước chấm của anh Lẹm nó làm sẵn nè. Thử ngon cỡ nào nha. Mày không còn 4 con rưỡi rồi. Anh thấy con quay không? Ừ. Cua đây giống cua nào? Cua đây mày cái gạch luôn á. Em móc ra coi gạch mới ngon. Quá nhiều luôn. Cua đây giống cua nào? Ấy lắm con cua đây cua mặt trăng hay là cua anh là cua mặt trăng? Cua anh là miếng cua mặt trăng. Con này cua mặt trăng rồi. Tắt cái này ím thử nha. Đó. Ờ con này không có gạch đâu, trong ngay cái khách đó đâu. Có mà. Đó. Rồi cái sạch lắm. Mấy bữa anh ăn có gạch mà không có gạch đây đâu. Cua mặt trăng nó có 3 chấm trên lưng. Làm con ốc bò anh Dây. Anh Dây giờ này anh em nó nói chuyện ta ha. Làm đi. Có muốn nhỏ mà sao nó dài. Em cũng ăn muốn rồi đó bọn qua. Cua nó kém rồi, xứng đáng á mong ơi. Ngọt không? Giờ này là giờ giờ ăn rồi đi ngủ là y bà nè anh em. Thơm, ngọt nhai mà thơm. Anh em là xa xa để anh cho chân bún đi. Đó quá rồi. Mày không còn 4 con rưỡi không? Ồ làm mì ớt rồi. Đúng rồi thì có cho. Y bà. Ốc ngon anh Dây. Càng tung càng kẹp. Thiết của ta. Nói chung là lâu lâu trải nghiệm về. Quá sướng không? Đúng rồi luôn. Rồi làm bún cảm ơn nha Vũ Ba Đầu nha. Làm bún anh em ơi. Để làm con hàng. Yeah. Ừ. Bây giờ mình lấy đũa rồi. Ngon có bụng ăn cũng ngon. Ốc cái cua lên. Hiện hiện cái nó rụng ra. Ồ, đúng rồi chứ. Cua đây không bao giờ mày ớt. Con ngồi con ăn ngon không? Hả? Cua ăn con gạch không? Không biết. Ồ, anh bún mới bún ba anh hàng của anh khuyên cua mặt quỷ nó cắn em mà nàng thư nó có ái không anh bà? Anh khui thử nè, cái tay anh mạnh mày khui nó chứ em thấy cái tay em được. Nãy nó đập rồi mà. Nè, khui thử coi. Ai đập bể rồi. Ê, à, ai đập đây? Thử ở trong có gì không này? Ù nó cứng nó cho được bạn. Ừ. Wow, nhỏ cứng nó mềm mà thịt nó ngọt. Đúng là cua đó rồi. Anh Nam bay chiên cua đi chứ em mỹ chiên cua. Rồi ghé đang á. Anh Dây đó bụng làm mấy bún như vậy. Chấm mém đi. Ừ, cua đang có nữa coi. Nó nắm lâu rồi. Rồi, cảm ơn anh Dây. Núi à? Anh còn đây mà. Nhiều đây mình bị cái chấm rồi hết rồi mình. Em mới ăn mấy ốc rồi kìa. Giờ giờ. Ơ mà tụt cái nãy quên cắt ra rồi. Con cá nào lấy kéo cắt ăn là một con à. Ủa có sao có bông đu đủ này ta? Không lấy vàng á. Vàng cái đầu con cá mua bữa. Nè. Ôi trời, chú chặt cái con lấy cái đầu. Đâu. Lấy cái đầu. Trời ơi. Lấy cái đầu tao. Hai con đập với nhau anh Dây. Hai con đập. Ồ, y bài luôn. Đập cái gàng. Đó, thao cái gàng được rồi. Không. Ăn cái gan rồi ta. Chân bún mà ấm cho đủ nha. Đấy, chân mém đâu ta, mém đâu? Phải cho chút mém. Con chanh này phải gì phải cho chút mém là nó mới đúng bài. Đó. Xanh ăn quá anh. Ừ. Mời anh em ăn. Dây gu. Ê bà không Dây. Ốc ốc luộc bỏ đường nó chưa tan. Đường chưa tan á? Không. Ốc bò á. Ông bò nó ngâm để rửa kỹ lắm mà. Đâu có con này rửa đâu Vũ. Đâu có nào không kia. Không con con đó. Ngâm không đêm à. Còn không ăn. Rồi, cảm ơn Vũ em. Má bét lên mà Vũ. Nước ngọt kìa. Rồi cứ vô đi Út. Không đẹp biệt đây ai mà ăn gà. Dưới con mặt quỷ này. Đây. Dưới tiếp luôn đi. Anh thử mặt quỷ đi nè. Là miếng đây. Đây còn một con là 200 ngàn đúng không? Ừ. Ở đâu cái bụng nó trắng lắm mà. Cái bao nhiêu? Cái này cái xương ở trên nè. Mình thử ngon cỡ nào. Đỉnh cao á. Đỉnh của chóp luôn. Ở biển mình bị ôm cái mặt quỷ nhiều không? Đồ nhiều. Cái sản kia bán con 30 ngàn mình hấm luôn à. Ừ, bị hôm bắt con như tới chừng cỡ từ 2 kg mấy gần 3 kg á, mình bắt bán 30 ngàn mấy. Làm sao bán nó được? Nó dễ bắt lắm, mang này dễ bắt lắm. Ừ. Con này chắc nó chậm đúng không? Nó này một cục à. Cái một cục như cục đá á. Chậm mà mình nghĩ là nó là đường cái đường nhỏ. Nhỏ nhỏ kia bán. Nguyên cục đường giò bó luôn. Chè mình chấp tí. Không có thằng. Ờ. Không em miếng áo đây. Em làm nguyên cục đường vàng giò bó luôn. Áo quay ngầm ngoài đêm mà. Đường thuốc đốt á. Mía ra không? Nước ra nó. Mía ra không? Đầu tài hết rồi. Anh Dây có dính không mà sao anh Dây cười cười anh Dây. Anh Dây làm mười mấy một ốc mười mấy hộp đường. Làm bún anh Dây em. Giờ đúng rồi làm những bún. Đây em hãy lòn qua đây với em làm một cái. Cua ngọt. Chiếu luôn. Thôi anh ơi. Con này nãy là con gì giống liệt mà sao con đây có vỏ này nha. Con gạch nhiều lắm. À, Vũ nghiên cứu cho anh Dây tôi con cá gì nó đặc biệt xíu à. Thôi Dây lâu lâu anh đi theo team mình mà phải có anh ngon ngon. Con có mú bự bự chỗ đây này khúc này nè. Không. Đó. Trời ơi. Có bỏ anh Dây đi. Ghé. Đó là khách mời phải ưu tiên đi. Đó. Đây, Dây. Cũng bài nha. À ông Vũ nghiên cứu cho cái khúc đuôi cá mú cho anh ba tôi. Ông có ông chiều mai giờ ông tập bụng đi. Ê, Phan Phan. Cho anh Dây một miếng con cá mặt quỷ cho anh chút cho nó kích anh mà cũng tàu anh. Ủa, con cá nè anh em, con thì nó dài nè. Anh vô luôn. Anh em thấy cái gì cho nè. Ba đạo không? Đó. Vừa. Anh ba. Đây về tập cái bụng cho nó sang lại xíu nha. Đó.
làm như bụng vô mập tập hả? Tập cho cái vũ được làm hả? Tập cái vũ thôi. Coi rớt rớt nha. Làm sao? Anh ghép cho anh Duy miếng nha. Đây anh Duy. Cái gì không vậy? Cái này miếng cái ngon cái lường mà. Đút cho anh Duy vô. Cho anh Duy vậy. Đó, anh coi clip mình có quỷ rồi anh thề mà anh chưa được ăn mà. Đây, em đút luôn nha. Một đứa anh có coi clip mà có quỷ không? Có chưa? Con ơi, nãy con em á. Làm miếng bún đi, đói bụng quá. Con này cua đỏ đây. Làng biển nhanh đói bụng quá anh Sản. Cái con đấy là đúng con nhỏ. Con động toàn thân mà. Con đây im cái. Còn con bự đây anh nó 2 bét. Con này là con dưỡng đúng mà hay gặp ghê anh em. Mà nó cứng cái vỗ nó cứng quá. Cái thịt nó ngon thiệt mà nó cứng vỗ anh em. Cái càng tính xử lý sao đẹp. Dứt đi anh hai. Không, cắn ra mà dứt. Cắn thử cho nó cứng hết. Đó là bò đi lỏng ơi. Cá lỏng, bò cá lỏng. Múc cái đầu con cá mú cái gì cái gá nó béo hai cái này không rửa không chứ không cô em đi sao mang gì cô em dạ, em mang gì ngắp gì nó anh đưa cho đây ngắp đây cho nó mấy má, con nhiều nhiều anh nhớ ơi nãy ra kia nó xém chặt quá sẽ xém luôn mà xém con nhào á hầu bị hôm ốc đây nè hầu lúc hầu 17 tuổi á hầu hạn cái gành kia bé phải mấy tấn á còn thì cứng nhắc cái bà mấy tấn rồi mấy tấn mấy tấn đấy là hầu em bé anh hai bao nhiêu rồi khúc được không hầu một mình bé cái máy mà đi mình sợ gớm luôn mà bé mấy tấn mà vận chuyển về bằng cái nào bổ anh bờ bãi cát bãi con anh bổ mấy kia ro tưởng núi đâu trâu vô mà nằm một hòn bỏ phân chua luôn để chắc như hòn núi à nghĩa là biết anh hai chắc thấy là anh hai chắc cũng tầm thấp với vũ anh này không sao anh Duy mới qua tìm mà sao anh sang cho Vũ nhanh hết chứ cái chuyện hấp dẫn có giòn mình bây giờ hai lâu rồi chứ giữa bằng tay máy này mà sao mà mạnh lên lên không nhận được cua nhỏ nhỏ chứ một đi đi anh hai mà cho đi đổi cái cơ mà ăn cua chứ anh sáng được á em ăn cua lắm con ở trên bờ anh hai ở trên bờ trên nước cạn nhiều hơn con ấy ông xã ăn cua mà ông nhà không còn cái quy tám nhà rộp rộp tập cho con xây ra không biết hả cứng sườn nữa rồi từ giờ ăn con này con đúng cua nó y luôn á gạch không nè con gạch nhiều con cái mà con út nãy không có gạch mà con nãy nó gạch nữa con út nãy nó không có vậy đó con út không được con con này con cái mà con bé con này à con lên hai bé rồi ừ cái càng mà cứng quá độ wow. Ăn mạnh anh hai ăn gì ăn đi ăn tự nhiên anh em chảo luôn được lấy cái gì cũng luôn vậy đó chảo luôn làm miếng bún lên à quá đã luôn bún này là bún mắm bún khô luôn không mình đây luôn nha cả nhà chưa có con cua nào để chưa cho anh caramel cũng ghiền cua lắm để tôi làm là để anh caramel con cua cua còn lúa húng này nè chúng mày nhiều nhiều sếp ơi chúng mày bữa không cá gì cá rô ngon thiệt đâu ngon hơn chứ máu bét lên mà đúng rồi còn ớt cũng còn sống không bây giờ con đang ốc gì đó đẹp nè bữa lúa mua cũng còn còn xây mà ốc dâu cái rồi. Cái ăn rớt em. Cái ăn rồi. Lá. Đó. Ăn cái đầu đấy. Mày ôi. Cái đây rồi. Gỡ đường rồi. Ăn ốc em. Ốc ăn kỳ công nghe anh em. Ăn có cái giò luôn. Hả? Em á. Nước la vàng gì nó càng ấy nó càng cua ngon ha. Má hả? Quá chậm nha anh em. Anh em. Dây bữa nay qua ừ, ốc dài ha. Vui không? Ốc nào? Ốc lợ lợ lại. Ông mấy ốc lợ thử. Dầu lá. Ốc đó mình ăn rồng mà. Con đây nè. Thời gian có ăn con đây đâu biết. Ừ. À, có ăn được em. Vô qua nghiên cứu kéo chỗ nào coi mạch được thử ăn ra không ba? Thử luôn đi. Kéo mới cắt được chi. Để lấy cái kéo. Cái tiền qua kia là thử à. Đây kéo xem. Trong đây cái thứ có con dao á. Con mạch tuột đây mà nó to nữa nha, hết ra luôn. Cỡ đấy là ăn được rồi. À mấy bữa có con. Hợp lý. Làm mình có đây. Bác hấp dẫn như ăn đâu ngon lắm mà. Ừ. Bác hấp dẫn như mạch tuột to quá ăn cũng ngon. Ừ. Ông nào bác ốc ở nhờ cái luộc. Không không. Ông học nhiều không ký. Đồ này bác cho mình. Nghĩ chứ cần hai quá. Không thủ mà sao cười. Gì không? Con đấy là về hôm là người ta kêu con liêu liêu á. Ừ. Ấp mình hồn á. Mình nhỏ nhỏ mình nè. Mà nó chạy thiệt nhanh nha. Bạn sát. Bạn làm cái bạch tuộc á. Cắt đi cái đầu ăn đi ra. Ra đúng chứ. Mềm. Mềm. Nhỏ mà nó cắt cái mầm sợi ra thôi. Đưa chén các bạn nè bạn. Bạn đưa có chén nữa đây. Cắt ra một cái rau thôi đẹp. Một rau thôi. Thử ăn ngon. Thấy mềm ấy. Thử
thử ăn ngon. Ngon. Bà bán cầm luôn đi. Cầm. Mà nó nhỏ vậy hả? Rồi, bà tuột chín rồi tới cảnh rồi. Nhà không ra luôn. Bà tuột mấy đâu? Bà tuột chín rồi ăn vô là tới luôn á. Hôm nay em thử cái bánh tuột nè, nếu mà tuột này mà nhai ra là cái bánh đâu chi to quá nó dài nha, nuốt chậm luôn chứ. Anh thấy mấy bánh tuột mấy đâu? Dạ. Mềm thịt nghe mềm á, nhỏ mà. Để là ăn vô thịt, vô đặt rồi. Đây này mình có rồi. Cái nữa làm rau nữa. Nó bỏ toàn toàn bao dít em. Đây anh em mình dí bánh tuột dít dí đừ quá mà. Dí hay lâu không? Lâu. Mời em nha. Đậu như bắt nhìn như nước nó sốt quá. Lắm. Ừ. Mình bánh tuột đậm quá. Ngon. Biết đậm không biết không? Đó. Bà tuột nó nhỏ mềm. Nhỏ vậy. Ý nước nó nhìn ánh đèn nó có cái mino nhìn xanh 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 mất sợ à. Ừ. Nhìn thấy mất hồn quá chứ. Anh cái anh gì kìa. Đó giày bỏ xuống giày coi như cá không làm sao nó ăn vô được cả. Tạo nó hết được. Tạm gấp nha, dây thôi cho cái cục đây nè. Lấy một cái con bà tuột có một con cục phải không á. Ấy là sợ cá. Cá ăn mà lấy cái chén. Đào con cảm các ông dây ngam ra. Ngam ra. Dây, kéo đây. Còn nữa. Kéo đây anh. Làm con bạch tuộc nha. Ê, đồng mấy anh em ơi. Ngày hôm nay thì nói chung anh em cũng một bữa trải nghiệm. Làm miếng nha. Đúng rồi, cuộc sống của mấy anh em mình hàng ngày như vậy các bạn. Có sao cho vậy, anh em có thì ăn nhiều mà. Không có thì ăn ít thôi. Đâu dài đâu Vũ. Đâu dài. Con anh em mình xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn anh em rất nhiều yêu quý ủng hộ anh em sử dụng lắm nha. Đợt nào có gì thú vị hơn anh em tiếp tục quay cảnh biển cảnh đồng cảnh rừng cho anh em xem. Chào anh em qua anh em nhiều nha. Chào anh em.